Đã sạc chết sử xanh nữa chăng? Đã vĩnh diệt rồi xanh nữa chăng? Có vào niết bàn thường trú chăng? Nguyện đấng đại trí chỉ dạy cho. Phật dùng kệ đáp lại rằng: Tịch diệt ấy chẳng thể nghĩ bàn, phá sạch nhân duyên cùng danh tướng, vượt ngoài ngữ ngôn cùng văn tự, hết thảy tận diệt như lửa tắt. Bồ Tát đã phá sạch hết thảy pháp tướng, đã được pháp thân, nên trong các kinh đại thừa thường nói riêng về Bồ Tát mà không xếp Bồ Tát chung với bốn chúng thanh văn. Hỏi: Vì sao trong các kinh thanh văn không nói về Bồ Tát mà trong các kinh đại thừa lại nói về Bồ Tát và thanh văn? Đáp: Vì muốn biện thuyết về cả hai thừa Bồ Tát và thanh văn. Ý như thanh văn chỉ là ích cho riêng mình, Bồ Tát là ích cho tất cả. Thanh văn thừa chỉ nói đến ngã không, Bồ Tát thừa nói đến ngã không lẫn pháp không. Còn biết bao nhiêu sự khác biệt giữa hai thừa này, nên các kinh đại thừa thường nói về cả hai chúng thanh văn và Bồ Tát như bài kệ thuyết: Vào được pháp đại thừa, pháp chân thật lợi ích, dẫn đến đạo vô thượng, an lạc cho tất cả. Vào được pháp đại thừa, từ bi với muôn loài, đem đầu mắt bố thí như vứt bỏ vỏ cây. Vào được pháp đại thừa, thọ trì thanh tịnh giới, như trâu đèn mến đuôi chẳng hề tiếc thân mạng. Vào được pháp đại thừa, thường hành vô thượng nhẫn, dù cho mất thân mạng cũng xem như cỏ rác. Vào được pháp đại thừa, tinh tấn không mệt mỏi, hành đạo không ngưng nghỉ như người tát biển lớn. Vào được pháp đại thừa, rộng tu vô lượng hạnh, thần thông cùng thánh đạo, thanh tịnh và tự tại. Vào được pháp đại thừa, phân biệt rõ các pháp, trí kim cương bất hoại, đầy đủ hạnh công đức, trí huệ chẳng thể bàn, tâm từ bi vô lượng, chẳng rơi về nhị pháp, xem muôn pháp bình đẳng. Những xe lửa ngựa voi tuy đồng mà vẫn khác, Bồ Tát cùng thanh văn, đại tiểu cũng như vậy. Lấy từ bi làm trục, trí huệ làm bánh xe, tinh tấn làm dây cương, đi trên đường giới định. Lấy nhẫn nhục làm giáp, lấy tổng trì làm yên, ngồi xe ma ha diễn, độ hết thảy chúng sanh. Hỏi: Vì sao kinh thanh văn chỉ nói đến các tỳ kheo mà kinh đại thừa khởi đầu nói đến thanh văn nhưng cái sau lại nói đến Bồ Tát? Đáp: Đại thừa còn gọi là ma ha diễn, là thừa rộng lớn bao la, gồm đủ hết thảy các thừa. Thanh văn chỉ là thừa nhỏ hẹp, ví như sông chẳng sao có thể dung chứa hết lượng nước của biển lớn. Trái lại, biển lớn có thể thu nạp hết thảy các nguồn nước từ các sông ngòi chảy đến, như bài kệ thuyết: Đại thừa mênh mông tợ biển lớn, tiểu thừa như vũng nước trân châu, vũng nhỏ làm sao chứa biển lớn. Thí dụ nêu đây rõ hiền bày. Hỏi: Vì sao gọi là Bồ Đề Tát Đoà? Đáp: Bồ Đề là đạo, là giác, tức là Phật đạo. Tát Đoà là chúng sanh, cũng gọi là đại tâm, như bài kệ thuyết: Hết thảy các Phật đạo, trí huệ cùng giới định, lợi ích cho tất cả, gọi tên là Bồ Đề. Tâm kim cương bất động, nhẫn nhục thành việc lớn, không đoạn cũng không phá, gọi tên là Tát Đoà. Người phát đại tâm làm việc lợi ích cho mình và cho hết thảy chúng sanh, rõ biết thật tướng các pháp, chứng đạo vô thượng Bồ Đề thì được gọi là Bồ Đề Tát Đoà, gọi tắt là Bồ Tát. Lại nữa, người dạy cho chúng sanh nhàm chán sanh già bệnh chết, chỉ cho chúng sanh con đường giải thoát, được gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Lại nữa, có ba thứ đạo, đó là thanh văn đạo, bích trì Phật đạo, Phật đạo. Cả ba đạo đều được gọi là Bồ Đề, duy chỉ có Phật đạo mới được gọi là vô thượng Bồ Đề. Người hành Phật đạo mới được gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Hỏi: Phải như thế nào mới được gọi là Bồ Đề Tát Đoà? Đáp: Người có đại tâm phát đại nguyện, tinh tấn hành Phật đạo, tâm kiên cố không thối chuyển mới gọi là Bồ Đề Tát Đoà, như bài kệ thuyết: Người từ sơ phát tâm đã thệ nguyện làm Phật, vượt trên cả thế gian, xứng đáng được cúng dường. Lại nữa, người tinh tấn tu hành từ sơ địa cho đến đệ cửu địa, được vô ngại tự tại nhập vào kim cang tam muội thì được gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Những người thối chuyển thì chẳng được gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Hỏi:
Làm thế nào để phân biệt Bồ Tát Bất Thối Chuyển với Bồ Tát Thối Chuyển? Đáp: Bồ Tát Bất Thối Chuyển thường nhất tâm tu các thiện pháp, thường chánh trực tinh tấn, phẩm A Bệ Bạt Trí, phẩm 5 năm quyển 73 có nói rõ về các hạnh nguyện và các tướng mạo của các vị Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Như khi Phật hỏi ngài A Nan: Này A Nan, ngươi thuyết tinh tấn chăng? Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Phật dạy: Này A Nan, hãy thường hành, thường tu và thường niệm tinh tấn cho đến khi thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, có thuyết nói phải đủ hai pháp mới là bất thối chuyển. Thế nào là đủ hai pháp? Đó là biết tất cả các pháp đều là tự tánh không, thường niệm chúng sanh không rời bỏ chúng sanh. Lại nữa, có thuyết nói phải đủ ba pháp mới là bất thối chuyển. Thế nào là đủ ba pháp? Đó là nguyện thành Phật, khởi từ bi tâm đối với hết thảy chúng sanh, được ban châu tạng muội. Lại nữa, Bồ Tát Bất Thối Chuyển cũng có nghĩa là người đầy đủ trí huệ, từ trí huệ sanh và hộ trì trí huệ. Hỏi: Thế nào là gieo 32 duyên nghiệp tướng hảo? Đáp: Qua ba a tăng kỳ kiếp thường tu thiện nghiệp và trải qua ba a tăng kỳ kiếp vẫn thường tinh tấn chẳng bao giờ thối chuyển, thì gieo được 32 duyên nghiệp tướng hảo. A tăng kỳ kiếp còn được gọi là vô số kiếp, là số kiếp cực kỳ lớn mà những bậc giỏi toán số trong hàng trời người chẳng có thể biết được, bởi vậy nên gọi là vô số kiếp. Bồ Tát hành đạo trải qua vô số kiếp thứ nhất rồi trở lại hành đạo, trải qua vô số kiếp thứ hai, thứ ba. Trong vô số kiếp thứ nhất chưa tự biết mình sẽ thành Phật, trong vô số kiếp thứ hai tuy đã tự biết mình sẽ thành Phật nhưng chưa nói lên được mình sẽ thành Phật, trong vô số kiếp thứ ba đã tự biết mình sẽ thành Phật và cũng tự khẳng định rằng mình sẽ thành Phật. Ví như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát nêu sau đây: Quả thời gian kể từ Phật Thích Ca Văn đến Phật Thi Khí là vô số kiếp thứ nhất. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã vĩnh viễn rời bỏ thân nữ. Qua thời gian kể từ Phật Thi Khí đến Phật Nhiên Đăng là vô số kiếp thứ hai. Lúc bấy giờ Bồ Tát dâng bảy cành hoa sen xanh cúng dường Phật Nhiên Đăng, trải áo da nai và xõa tóc trên đường bùn lầy để Phật đi qua. Cũng vào lúc bấy giờ Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bồ Tát trong thời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Qua thời gian kể từ Phật Nhiên Đăng đến Phật Tỷ Bà Thi là vô số kiếp thứ ba. Qua ba số kiếp này, Bồ Tát đã thành tựu 32 nghiệp duyên tướng hảo. Hỏi: 32 duyên nghiệp tướng hảo gieo ở nơi nào và lúc nào? Đáp: Gieo ở cõi dục, chẳng phải gieo ở các cõi sắc và vô sắc. Trong năm loài ở cõi dục thì gieo ở nơi loài người, trong bốn châu thiên hạ thì gieo ở châu Diêm Phù Đà, ngoài ra nơi loài người thì gieo vào thân nam, chẳng phải gieo vào thân nữ. Lại nữa, khi có Phật xuất thế mới gieo, chẳng phải gieo khi không có Phật xuất thế. Chỉ duyên Phật thân mà gieo, chẳng duyên thân nào khác mà gieo. Hỏi: 32 duyên nghiệp tướng hảo, phải gieo vào thân nghiệp, khẩu nghiệp hay gieo vào ý nghiệp? Đáp: Gieo vào ý nghiệp, chẳng phải gieo vào thân hay khẩu nghiệp. Vì sao? Vì ý nghiệp lanh lợi hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp. Lại nữa, phải gieo nơi ý thức, chẳng phải gieo nơi năm thức ngoài, vì năm thức ngoài không có công năng phân biệt. Hỏi: Khởi đầu nên gieo tướng gì? Đáp: Có thuyết nói nên gieo tướng bản chân trước, vì có an lập được thân thì về sau mới gieo các tướng khác được. Có thuyết nói nên gieo tướng mắt trước, vì có được tướng mắt mới có thể dùng ánh từ bi mà quan sát chúng sanh. Có thuyết nói phải tùy theo duyên hòa hợp mà gieo tướng đầu tiên cho thích hợp, không bắt buộc phải gieo một tướng nhất định nào cả. Hỏi: Gieo bằng một ý tứ hay gieo bằng nhiều ý tứ? Đáp: 32 tướng được gieo bằng 32 ý tứ. Mỗi ý tứ gieo một tướng, mỗi tướng có trăm thứ phước đức trang nghiêm. Có thuyết nói làm được chuyển luân thánh vương là một phước đức. Có thuyết nói làm được đế thích là một phước đức, vân vân. Phước đức như vậy chẳng có thể lường, chẳng có thể dùng thí dụ mà biết được. Ví như trong khi tất cả mọi người đều mù lòa mà có một người may mắn thoát được nạn ấy thì đó là một phước đức. Trong khi tất cả mọi người đều bị phá giới
mà có một người giữ gìn tịnh giới và chánh kiến thì đó là một phước đức. Gieo 32 duyên nghiệp tướng hảo được vô lượng phước đức như vậy chỉ có Phật mới biết được. Hỏi: trong bao nhiêu lâu mới gieo đủ 32 duyên nghiệp tướng hảo? Đáp: chậm là 100 kiếp, nhanh là 91 kiếp, như trường hợp của Phật Thích Ca Mâu Ni, như trong kinh chép. Vào đời Phật Phất Xa, trong quá khứ xa xăm, có hai vị Bồ Tát là Thích Ca Mâu Ni và Di Lặc. Phật Phất Xa quán biết tâm của Bồ Tát Thích Ca chưa được thuần thục, mà tâm của các đệ tử của Ngài đã thuần thục rồi. Trái lại, tâm của Bồ Tát Di Lặc đã thuần thục rồi, mà tâm của các đệ tử của Ngài lại chưa thuần thục. Phật Phất Xa tư duy rằng một người dễ hóa độ hơn nhiều người. Tư duy như vậy rồi, Phật Phất Xa muốn thấy Bồ Tát Thích Ca chóng thành Phật, nên đã lên núi Tuyết Sơn, ở trong hang báu nhập vào Hỏa Định. Lúc bấy giờ Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đang là một vị tiên nhân ngoại đạo, thấy Phật nhập Hỏa Định, tỏa ánh quang minh rực rỡ, sanh lòng tín kính. Thấy như vậy rồi, Bồ Tát sanh tâm hoan hỷ, đứng một chân không chớp mắt, nhất tâm chiêm ngưỡng suốt 7 ngày 7 đêm và làm bài kệ tán thán Phật rằng: trong trời đất chẳng ai như Phật, mười phương thế giới chẳng ai bằng, khắp thế giới tôi đều nhận thấy, hết thảy đều chẳng được như Phật. Do nhất tâm chiêm ngưỡng Phật Phất Xa suốt 7 ngày 7 đêm không hề chớp mắt, mà Bồ Tát vượt qua được 91 kiếp, thành đạo vô thượng Bồ Đề. Hỏi: Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thông minh, hiểu rộng biết nhiều, vì sao suốt 7 ngày 7 đêm mà Ngài chỉ làm được có mỗi một bài kệ tán thán Phật Phất Xa? Đáp: Bồ Tát quý tâm tư mà chẳng muốn nhiều lời. Trong suốt 7 ngày 7 đêm, Ngài đã chăm chú quán chiếu Phật thân, nhất tâm chánh niệm nhằm thành tựu đạo quả, mà phương tiện hiện bày nơi một bài kệ vậy. Hỏi: vì sao tâm của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni chưa thuần thục, mà tâm của các đệ tử của Ngài lại đã thuần thục rồi? Trái lại, tâm của Bồ Tát Di Lặc đã thuần thục, mà tâm của các đệ tử của Ngài lại chưa thuần thục. Đáp: Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni phát tâm rộng lớn làm lợi ích chúng sanh, vì chúng sanh nhiều hơn là vì mình. Trái lại, Bồ Tát Di Lặc lại thiên về tự lợi hơn là lợi tha. Bởi vậy nên trong thời gian 91 kiếp kể từ Phật Tỳ Bà Thi đến Phật Ca Diếp, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã thành tựu đầy đủ 32 tướng hảo và cũng đầy đủ 6 pháp Ba La Mật. Hỏi: thế nào là đầy đủ đàn Ba La Mật? Đáp: là thường vì chúng sanh bố thí tất cả các vật sở hữu của mình, dẫn đến bố thí thân mạng mình cũng chẳng mảy may luyến tiếc, chẳng mong được đền ơn đáp nghĩa. Ví như trường hợp vua Thi Tỳ là một vị vua có lòng từ bi rộng lớn, nhà vua thương xót chúng sanh như mẹ thương con, chẳng tiếc thân mạng mình, nguyện xả thân mình để cứu một con chim bồ câu bị chim ưng đe dọa mạng sống. Vua Thi Tỳ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào một thời xa xăm trong quá khứ, lúc bấy giờ có một vị trời đế thích mạng gần dứt, biết mình sắp bị đọa nên muốn tìm một bậc nhất thiết trí để cứu vớt mình. Tìm mãi không được, đế thích rất yêu sầu. May thay, có một vị trời khác nói với đế thích rằng: hiện có vua Thi Tỳ là một vị Bồ Tát đầy đủ bố thí trì giới thiền định trí huệ, chẳng bao lâu nữa sẽ thành Phật. Vị trời đế thích dùng kệ đáp rằng: Bồ Tát phát đại tâm như trứng cá bông xoài, người phát tâm rất nhiều, trứng quả chẳng bao nhiêu. Muốn thử tâm Bồ Tát, đế thích bảo vị trời kia rằng: ta sẽ tự biến thành chim ưng, còn người hãy biến thành chim bồ câu. Người cứ làm ra vẻ sợ hãi bay thẳng vào nách vua, trong lúc đó ta sẽ đuổi theo bắt người. Rồi đế thích nói kệ rằng: đây chẳng do ác tâm, thật vàng phải nên thử. Ta thử tâm Bồ Tát để biết thật định chưa. Nói xong bài kệ, đế thích tự biến thành chim ưng và vị trời kia tự biến thành chim bồ câu mắt đỏ. Chim ưng hùng hổ đuổi theo chim bồ câu, khiến bồ câu sợ sệt bay thẳng đến chỗ vua Tỳ Thi, ẩn núp vào nách vua. Nhiều người trông thấy bàn tán với nhau rằng: nhà vua đại từ bi bảo vệ cho tất cả, chim bồ câu nhỏ bé bay đến cầu che chở, tướng Bồ Tát như vậy thành Phật chẳng còn lâu. Chim ưng bắt không được chim bồ câu, bèn nói với nhà vua rằng: chim bồ câu đó là con mồi của tôi, là miếng ăn của tôi. Ông đã phát tâm Bồ Tát, sao còn nữa nhẫn tâm bắt tôi chịu đói? Nhà vua đáp:
ta đã nguyện cứu độ cho chúng sanh nào đến với ta nhờ ta che chở. Ngươi muốn ăn thức gì, ta sẽ cung cấp cho ngay. Chim ưng đáp, tôi cần ăn thịt nóng của con vật mới bị giết. Nhà vua suy nghĩ, không thể nào giết một con vật để làm thức ăn cho một con vật khác. Bèn dùng kệ đáp lại rằng, thân thịt của ta đây hằng thuộc sanh già chết, rồi đây sẽ tan rã, ta đổi thịt cứu chim. Thuyết kệ xong, nhà vua truyền đem dao đến, tự tay lóc thịt của mình trao cho chim ưng. Chim ưng buộc điều kiện số thịt phải cân nặng ngang với số thịt của chim bồ câu. Nhà vua lại truyền đem cân đến đặt chim bồ câu lên cân, rồi lóc thịt mình để lên cân để cân bằng. Nhưng lạ thay, nhà vua đã lóc gần hết thịt ở tay, ở chân và ở thân, mà số thịt vẫn còn nhẹ hơn số thịt ở chim bồ câu. Các quan sợ dân chúng dị nghị, bèn kéo sáo che vua. Nhà vua từ chối rồi thuyết kệ rằng, trời người Atula, hãy đến đây xem ta, tâm ta không thối chuyển, dõng mãnh cầu Phật trí. Những ai cầu Phật đạo phải nhẫn nại khổ đau, chẳng giữ tâm kiên cố, chẳng sao đạt chí mình. Lúc bấy giờ toàn thân đẫm máu, nhà vua cố lê mình về phía cân, tự nghĩ rằng ta nay đã đầy đủ trì giới tinh tấn, thiền định trí huệ. Nếu ta sợ cảnh khổ này, thì làm sao cứu thoát được các chúng sinh không có trí huệ và hiện chịu bao nỗi khổ đau ở chốn địa ngục. Nghĩ như vậy rồi, nhà vua cố sức leo lên cân để cân bằng với bồ câu. Thấy tâm Bồ Tát đã quyết định chẳng gì lay chuyển được nữa, hết thảy hàng trời dòng quỷ thần Atula đều tán thán. Vì muốn cứu mạng sống cho chim bồ câu nhỏ bé mà Bồ Tát phát tâm làm việc hy hữu, nhất định chẳng bao lâu nữa sẽ thành Phật. Lúc bấy giờ mặt đất dấy lên sáu điệu chấn động, cây khô trổ va, hoa tròn rơi xuống, tiên nữ múa ca, thần tiên khắp mười phương đồng tán thán. Chẳng bao lâu nữa Bồ Tát sẽ thành Phật. Vị trời Đế Thích nói với vị trời kia rằng, cuộc thử thách như vậy đã là xong, chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Nói xong, bài kệ tán thán vua tỳ thi rằng, từ trong đất từ bi, nảy mầm nhất thiết trí, ta hãy mau cúng dường, đừng để người yêu não. Chim ưng hỏi nhà vua, tâm ngài có hối hận chăng? Nhà vua đáp, tâm tôi rất hoan hỉ, trong khi máu chảy thì tan, tôi không hề buồn hận, không hề hối tiếc, tôi chỉ nhất tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Chim ưng lại hỏi, ngài lấy gì để làm chứng? Nhà vua đáp, nếu tôi chân thật cầu Phật đạo thì thân tôi sẽ hồi phục lại như cũ. Vua tỳ thi vừa nói dứt lời thì thân thể của ngài liền được hồi phục hoàn toàn như trước. Như vậy gọi là đầy đủ đạt ba la mật. Hỏi, thế nào gọi là đầy đủ thi la ba la mật? Đáp là chẳng tiếc thân mạng để hộ trì tịnh giới, dù phải xả thân mạng cũng chẳng phạm giới cấm. Đời xưa có vua Đà Tu Ma, là một vị vua tinh tấn trì giới, thường nói lời chân thật. Và một buổi sáng, vua cùng các thể nữ đi đến khu vườn thượng uyển dạo chơi. Giữa đường có một người bà la môn đến nói với nhà vua rằng, tôi nghèo hèn, cúi xin ngài bố thí cho tôi một chút ít sự giàu sang của ngài. Nhà vua bảo, ta sẵn sàng, nhưng ngươi hãy đợi ta trở về thành, ta sẽ bố thí cho ngươi. Thế nhưng khi nhà vua và đoàn tùy tùng vừa vào đến khu rừng thượng uyển, thì có một con chim kim sĩ điểu to lớn xả xuống cấp nhà vua mang đi. Giữa tiếng khóc than của đoàn thể nữ, chim mang nhà vua bay vụt lên không trung, rồi đem về cung điện của Lộc Túc Quỷ Vương. Tại nơi đây đã có sẵn 99 vị vua chúa khác bị bắt từ trước. Vua Đà Tu Ma than khóc khiến Lộc Túc Quỷ Vương phải ngạc nhiên, nói rằng, ngài là một vị đại vương dòng sát đế lợi, sao nay ngài lại than khóc thảm thiết như vậy? Vua Đà Tu Ma đáp, ta chẳng bao giờ sợ chết, song đã bị thất tín với một người bà la môn. Ta đã hứa khi ta về đến thành thì ta sẽ bố thí cho người ấy. Nay vì bị bắt nên ta phải mang tội vọng ngữ. Lộc Túc Quỷ Vương nói, nếu ngài sợ tội vọng ngữ thì ta sẽ cho ngài về trong 7 ngày để sắp xếp việc bố thí. Sau 7 ngày ngài phải trở lại đây, nếu thất hẹn ta sẽ sai kim sĩ điểu đến bắt ngài mang về nơi đây. Vua Đà Tu Ma trở về nước tùy ý làm việc bố thí. Sau đó vua lập thái tử lên kế ngôi, triệu tập đại hội nhân dân sám hối cùng thần dân rằng, trong thời gian qua ta có rất nhiều lỗi lầm trong việc trị nước an dân,
ta mong thần dân thứ lỗi cho ta. Kể từ hôm nay, thân ta không còn thuộc về ta nữa. Lộc Túc Quỷ Vương đã bắt ta và đã khoan hồng cho ta trở về nước trong thời hạn 7 ngày để làm việc bố thí. Này, kỳ hạn 7 ngày đã hết, ta phải giữ trọn lời hứa, trở lại chỗ ta bị bắt giữ. Thần dân nghe vua nói quá xúc động, đồng thanh xin vua cho đem binh hùng tướng mạnh để trừng trị Lộc Túc Quỷ Vương. Vua Đà Tu Ma từ chối và dùng kệ khuyên rằng: Thật ngữ giới hàng đầu, thật ngữ được sanh thiên, thật ngữ làm đại nhân, vọng ngữ đạt địa ngục. Ta nguyện giữ thật ngữ, dù thọ khổ ngục tù, dù phải xả xác thân, tâm ta vẫn chẳng hối. Ngay sau đó vua Đà Tu Ma trở lại chốn ngục tù. Lộc Túc Quỷ Vương thấy nhà vua đúng hẹn, say tâm hoan hỉ khen rằng: Ngài thật là người quý trọng thật ngữ, không tiếc thân mạng để giữ trọn lời hứa. Ngài thật là một bậc đại nhân. Lúc bấy giờ vua Đà Tu Ma tán thán thật ngữ và đồng thời nêu những lỗi lầm của vọng ngữ cho Lộc Túc Quỷ Vương nghe. Lộc Túc Quỷ Vương nghe xong sanh tâm thanh tịnh, nói với nhà vua rằng: Ngài thật khéo nói pháp, nay ta trả tự do cho ngài. Ta cũng trả tự do cho tất cả 99 vị vua chúa kia tùy ý trở về nước mình. Như vậy gọi là đầy đủ thi la ba la mật. Hỏi: Thế nào gọi là đầy đủ sàn đề ba la mật? Đáp: Là giữ được tâm thanh tịnh, không khởi sân si khi bị người đến đánh đập, mắng nhiếc hay đe dọa mạng sống của mình. Ví như tiền nhân sàn đề, tiền thân của Đức Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni tu nhẫn nhục, bị vua ca lợi cắt tay chân mà vẫn chẳng oán giận. Hỏi: Thế nào gọi là đầy đủ tỳ lê gia ba la mật? Đáp: Là có đại tâm vì chúng sanh mà luôn luôn tinh tấn không giải đãi. Ví như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát, do đại nguyện có vô thượng Bồ Đề để cứu độ hết thảy chúng sanh mà ngài đã phát tâm dõng mãnh, chiêm ngưỡng Phật Phất Xa trong suốt 7 ngày 7 đêm không hề chợp mắt, khi Phật nhập hỏa định. Hỏi: Thế nào gọi là đầy đủ thiền na ba la mật? Đáp: Là giữ tâm tự tại không lay động khi nhập thiền định. Thiền định của hàng ngoại đạo cũng đạt đến chỗ tự tại, ví như trường hợp tiên nhân xả lê khi tọa thiền đã dứt hết hơi thở, đến độ chim chóc đến làm tổ trên đầu đẻ trứng nở con mà tâm chẳng chút lay động, mãi đến khi chim chóc bay đi hết mới ra khỏi thiền. Hỏi: Thế nào gọi là đầy đủ bát nhã ba la mật? Đáp: Là có đại tâm tư duy phân biệt, rõ biết thật tướng của các pháp. Ví như có vị đại thần Bà La Môn cư Tân Đà, phân chia cõi Diêm Phù Đà thành từng phần nhỏ, thành ấp tụ lạc. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni vào thời Phật Ca Diếp đã đầy đủ 6 pháp ba la mật, do vậy mà ngài được sanh lên cung trời Đâu Xuất. Hỏi: Vì sao Bồ Tát lại sanh ở cõi trời Đâu Xuất? Đáp: Do các nghiệp duyên đã thuần thục nên Bồ Tát được sanh ở cõi trời ấy. Có thuyết nói: Ở cõi trời Đâu Xuất không quá nặng nề về kiết sử, cũng không quá thông lợi, thế nên ở đây trí huệ được an ổn. Lại có thuyết nói: Cõi trời Đâu Xuất ở trung đạo, giữa cõi trời lục dục thiên và cõi trời phạm thiên. Đây cũng là nghĩa dùng lý trung đạo mà thuyết pháp vậy. Bồ Tát sanh ở cõi trời Đâu Xuất dùng 4 pháp quán nhân gian, đó là quán thời, quán quốc độ, quán chủng tánh, quán sanh mẫu. Quán thời là quán tuổi thọ của loài người, có 8 thời, 84.000 tuổi, 60.000 tuổi, 50.000 tuổi, 40.000 tuổi, 30.000 tuổi, 20.000 tuổi, 1.000 tuổi và 100 tuổi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán thời người thọ 100 tuổi mới xuất thế. Quán quốc độ là quán nơi thanh tịnh yên ổn, đất đai phì nhiêu, dân chúng sinh sống dễ dàng. Quán chủng tánh là quán các dòng họ Sát Đế Lợi và Bà La Môn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sanh vào dòng Sát Đế Lợi. Quán sanh mẫu là quán bà mẹ nào giữ được giới thanh tịnh trong thời kỳ thai nghén. Bồ Tát tư duy như vậy rồi từ cõi trời Đâu Xuất chọn Hoàng hậu Ma Gia của vua Tịnh Phạn làm vị sanh mẫu. Bồ Tát nhập vào thai mẹ mà không mất chánh huệ. Hỏi: Hết thảy chúng sanh do cấu tâm tương tục mà nhập vào thai mẹ, vì sao Bồ Tát lại lấy chánh huệ mà nhập vào thai mẹ? Đáp: Do chánh ước niệm nên Bồ Tát nhớ rõ mọi sự việc, chẳng bao giờ quên lãng. Khi ở thân trung ấm, biết rõ mình đang ở thân trung ấm. Khi vào thai mẹ, biết rõ mình vào thai mẹ.
Khi ra khỏi thai mẹ, biết rõ mình ra khỏi thai mẹ. Lại nữa, Bồ Tát chẳng phải là hạng người thường. Con trai ái nhiễm mẹ, con gái ái nhiễm cha, Bồ Tát chẳng phải vì ái nhiễm mẹ. Biết rõ ai là mẹ của mình, ai là cha của mình. Cũng biết rõ tình cha huyết mẹ làm ra thân mình, để rồi sau này sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác trong loài người. Bồ Tát tịnh niệm cha mẹ tương tục như vậy mà thị hiện vào thai mẹ. Như vậy gọi là Bồ Tát lấy chánh niệm nhập vào thai mẹ. Do lấy chánh niệm nhập vào thai mẹ, nên khi vừa ra khỏi thai mẹ thì Bồ Tát đã có đầy đủ 32 tướng hảo. Hỏi: 32 tướng hảo gồm những tướng gì? Đáp: 32 tướng hảo là 32 tướng của bậc đại nhân. Người có đủ 32 tướng hảo nếu tại gia sẽ thành chuyển luân thánh vương, còn nếu xuất gia sẽ thành Phật. 32 tướng hảo gồm những tướng sau đây: tướng bàn chân phẳng, tướng dưới bàn chân có hai vành xa luân, tướng ngón tay dài, thon và thẳng, tướng ngón chân rộng và bằng, tướng ngón chân ngón tay khi xòe ra có màng da mỏng dính liền như chân chim nhạn, tướng bàn tay cao và dày, tướng tay và chân mềm mại, tướng tay dài, khi đứng thẳng tay dài đến đầu gối, tướng bắp chân, bắp tay và bắp chân thon dài như đùi nai chúa, tướng âm tàng điều hòa, tướng thân cao và rộng, tướng lông xoay về phía trên và mịn, tướng ở mỗi lỗ chân lông có một sợi lông xoay vòng qua phải và xoay lên phía trên. Tướng thân sắc vàng của thân chẳng có loại vàng nào sánh kịp. Tướng ở các phía thân đều có hào quang bổ trợ, thân Phật ở giữa vòng hào quang trang nghiêm rực rỡ và bậc nhất. Tướng làn da mỏng và mịn, tướng có 7 phần trong thân thể bằng phẳng và đầy, hai vai gáy, hai bàn tay, hai bàn chân. Tướng dưới hai nách đầy không cao không sâu. Tướng thân to và thẳng, tướng vai tròn và đẹp. Tướng có 40 cái răng, tướng răng đều đặn và xít sao. Tướng răng trắng như tuyết. Tướng hai má như má của sư tử. Tướng được hưởng thượng vị, đồ ăn vào miệng đều có thượng vị thơm ngon. Tướng lưỡi rộng và dài, tướng phạm âm, tiếng nói phát ra trong trẻo vang dội, đi rất xa, nghe chẳng bao giờ nhàm chán. Tướng mắt xanh biếc như đóa sen xanh, tướng lông mi dài đẹp không tạp loạn, tướng có nhục kế ở đỉnh đầu, tướng lông trắng nằm giữa hai chân mày, tướng mình trên như mình sư tử. Hỏi: Bồ Tát có 32 tướng hảo, chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng hảo, như vậy khác nhau ở chỗ nào? Đáp: Bồ Tát có 7 điều thắng hơn chuyển luân thánh vương, đó là tịnh hảo, phân minh, không sai chỗ, đầy đủ thâm nhập, tùy trí huệ hành, tùy sự mà viễn ly thế gian nhiễm. Hỏi: Vì sao Bồ Tát có 32 tướng hảo mà chẳng phải nhiều hơn hay ít thua số đó? Đáp: Phật dùng 32 tướng hảo để tự trang nghiêm, thân cho được đoan chánh, khiến người nhìn thấy Phật liền sanh tín tâm thanh tịnh. Lại nữa, Phật hơn tất cả chúng sanh, cho nên thân sắc của Phật cũng hiện oai lực, khiến người nhìn thấy chẳng bao giờ nhàm chán. Lại nữa, nếu thân Phật không được trang nghiêm, thì Phật không thể dùng thân ấy để độ chúng sanh được. Vô thượng Bồ Đề trú trong thân Phật, nên Bồ Tát phải tu 32 tướng hảo để tự trang nghiêm. Vì sao? Vì nếu thân tướng không được trang nghiêm, thì vô thượng Bồ Đề chẳng có thể trú trong thân ấy được. Bồ Tát tu 32 tướng hảo để tự trang nghiêm rồi, nên khi lớn lên và được tiếp xúc với cảnh sanh già bệnh chết, Bồ Tát liền sanh tâm nhàm chán thế gian, nửa đêm bỏ thành ra đi tìm đạo giải thoát. Sau 6 năm khổ hạnh, Bồ Tát nhận thấy lối tu khổ hạnh chẳng thể đưa đến giải thoát, nên Bồ Tát quyết định rời bỏ rừng già, tìm đến gốc cây Bồ Đề, nhập vào thiền định, phá hết 84.000 ma quân, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi: Có những công đức gì mà được gọi là Phật? Đáp: Được lậu tận trí và vô sanh trí nên được gọi là Phật. Lại có thuyết nói: Có 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, 3 y chỉ, đại từ đại bi, 37 phẩm trợ đạo, rõ biết tổng tướng cùng biệt tướng của hết thảy các pháp nên được gọi là Phật. Nên biết 3 y chỉ gồm có: được người kính trọng tán thán vẫn không vui, bị người phỉ báng khinh khi vẫn không buồn, gặp người kính trọng mình hay người không kính trọng mình vẫn giữ tâm bình đẳng. Hỏi: Vì sao chưa thành Phật gọi là Bồ Tát?
Đáp: khi chưa thành Phật đạo thì còn phải tu, còn phải mong cầu chứng vô thượng Bồ Đà, nên chỉ được gọi là Bồ Tát. Khi thành Phật đạo rồi mới được gọi là Phật, cũng như Thái tử chưa lên ngôi còn gọi là Vương tử, khi lên ngôi rồi mới được gọi là vua. Tướng và nghĩa của Bồ Tát trình bày trên đây do nhóm thành văn đệ tử của Ngài Maha Kachinjian chủ xướng. Quan điểm của thanh văn và quan điểm của Đại Thừa có nhiều sai khác. Đại Thừa cho rằng sự diễn đạt của hàng thanh văn còn có nhiều sai sót, cần phải được bổ cứu lại. Phần luận nghị sau đây cho thấy rõ sự khác biệt giữa đôi bên. Hỏi: vì sao nói trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành mới gọi là Bồ Tát? Đáp: nói như vậy là chưa thông suốt. Vì sao? Vì suốt cả thời gian ba tăng kỳ kiếp, Bồ Tát đều hành bố thí ba la mật, bố thí đầu mắt tủy não mà chẳng hề hối tiếc. Chỉ có Bồ Tát mới làm được những việc như vậy, các hàng thanh văn duyên giác chẳng có thể làm như vậy được. Ví như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngay trong a tăng kỳ kiếp thứ nhất đã làm thân Đại Tát Bà Na. Khi vượt qua biển cả, gặp lúc gió lớn làm vỡ thuyền, Bồ Tát nói với người trong thuyền rằng: các ngươi hãy bám lấy chân tay và tóc của ta, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi nơi loạn này, nơi hoạn này. Ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi nơi hoạn nạn này. Nói xong, Ngài lấy dao tự sát, thân Ngài nổi trên mặt biển làm thành một cái bè, đưa tất cả đến bờ an toàn. Phải là Bồ Tát mới có tâm từ bi rộng lớn như vậy. Lại nữa, khi gần hết A Tăng kỳ kiếp thứ hai, qua A Tăng kỳ kiếp thứ ba, Bồ Tát dâng bảy cảnh hoa sen lên Đức Phật Nhiên Đăng, trải áo da nai và xóa tóc lót đường bùn đầy lầy để Phật đi qua. Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bồ Tát rằng: trong thời vị lai sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tức thời, Bồ Tát bay lên không trung tán thán Đức Phật Nhiên Đăng. Phải là Bồ Tát mới được Phật thọ ký như vậy. Hỏi: vì sao nói trong ba tầng kỳ kiếp chưa có tướng hảo, cũng chưa gieo trồng duyên nghiệp tướng hảo? Đáp: nói như vậy là chưa thông suốt. Vì sao? Ngay sau khi được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho sẽ được thành Phật, thì Bồ Tát bay lên không trung tán thán Đức Phật Nhiên Đăng, được thọ ký sẽ thành Phật, lại bay lên không trung thấy khắp mười phương thế giới Phật. Như vậy chẳng phải là hiện bày thật tướng rồi hay sao? Vì sao lại bỏ thật tướng để chỉ chú trọng đến 32 tướng hảo đều là tướng hữu vi? Nên biết Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng hảo, trừ thiên các ma vương cũng có thể hóa hiện ra các tướng đó. Ngài Nan Đà cũng có được 30 tướng hảo, vợ của Ngài Ca Diếp cũng có tướng sắc vàng, dẫn đến có rất nhiều người trong thế gian cũng có ít nhiều các tướng đó. Như vậy vì sao lại nói trong ba tầng kỳ kiếp chưa gieo được các duyên nghiệp tướng hảo? Chẳng có kinh nào nêu lên sự việc đó cả. Ví như trường hợp Ngài Nan Đà, do công đức tắm rửa Phật Tỳ Bà Thi nguyện được thân đoan chánh, lại trước tháp của một vị Bích Chi Phật lấy màu đen huyền vẽ tượng của Ngài lên vách, nguyện đời sau được thân sắc vàng, lại lo xây bậc thềm ở tháp Ngài Ca Diếp mà đời đời được phước lạc, sanh ở đâu cũng được đoan chánh, được sanh vào dòng họ Thích, được làm đệ tử của Phật, được 30 tướng thành tịnh của các bậc đại nhân xuất gia, được đắc quả A-la-hán. Phật dạy: trong 5.000 đệ tử của ta thì Tỳ Kheo Nan Đà là người đoan chánh vào bậc nhất. Như vậy chẳng phải trải qua hết 3 A-tăng kỳ kiếp rồi mới gieo được duyên nghiệp tướng hảo? Lại nữa, các tướng ấy chẳng phải quá khó được. Như vậy sao lại nói phải 100 kiếp hoặc nhanh nhất cũng phải 91 kiếp mới gieo đầy đủ 32 tướng hảo? Nói như vậy thật là không thông suốt. Hỏi: vì sao nói trong A Tăng kỳ kiếp thứ nhất chưa biết mình sẽ thành Phật, A Tăng kỳ kiếp thứ hai đã biết mình sẽ thành Phật nhưng miệng chưa dám nói như vậy, trong A Tăng kỳ kiếp thứ ba biết rõ mình sẽ thành Phật và cũng mạnh dạn khẳng định điều đó? Đáp: đây là do các đệ tử của Ngài Maha Kachinjian nêu ra. Các vị ấy nói rằng dù Phật chẳng nói ra nhưng nghĩa lý phải là như vậy. Trong bộ Tỳ Bà Sa Luận ở phẩm Bồ Tát có nói rõ. Nói như vậy thật là không thông suốt. Nên biết trong giáo pháp Đại Thừa
Có ghi rõ Bồ Tát từ sơ phát tâm đã rõ biết ta sẽ thành Phật. Đây là chân pháp từ kim khẩu của Phật nói ra, người trí phải tin nơi lời nói ấy. Hỏi, vì sao nói duyên nghiệp của 30 tướng hào chỉ được gieo trồng ở cõi dục, chẳng phải ở các cõi sắc và vô sắc? Đáp, nói như vậy là không thông suốt. Vì sao? Ở cõi vô sắc, không có sắc thân, nên không cần đến các tướng hào để trang nghiêm thân, điều này hợp lý. Thế nhưng ở cõi sắc, hàng Phạm Thiên Vương thường thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, lại nữa ở đây có trí huệ thanh tịnh có thể được đạo vô thượng Bồ Đề, sao lại nói không gieo được duyên nghiệp tướng hào? Hỏi, vì sao nói loài người ở cõi Diêm Phù Đề mới gieo được duyên nghiệp tướng hào? Đáp, nói như vậy là không thông suốt. Vì sao ở cõi Uất Đàn Việt, chúng sanh đám trước khoái lạc không có lợi căn, nên không gieo được duyên nghiệp tướng hào? Điều này hợp lý. Thế nhưng ở các cõi Cồ Đà Ni và Phất Bà Đề, chúng sanh có phước đức, có trí huệ, sao lại nói không gieo được duyên nghiệp tướng hào? Lại nữa, loài rồng cũng có thể gieo được duyên nghiệp tướng hào, như Long Vương Anna Bà Đạt Đa là một vị đại Bồ Tát. Như vậy sao nói chỉ có loài người mới gieo được duyên nghiệp tướng hảo? Hỏi, vì sao nói một tâm tư gieo được một tướng? Đáp, nói như vậy là không thông suốt. Vì sao trong một cái khảy móng tay tâm tư có đến 60 lần sanh diệt, tâm tư thay đổi không ngừng như vậy thì làm sao gieo được duyên nghiệp tướng hảo? Nói một tâm tư gieo được một tướng, 100 tâm tư gieo được 100 tướng là không đúng vậy. Phải do duyên hợp của nhiều tâm tư mới hình thành được một tướng hào. Hỏi, vì sao nói tâm của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni chưa thuần thục, mà tâm của các đệ tử của Ngài đã thuần thục? Còn tâm của Bồ Tát Di Lặc đã thuần thục, mà tâm của các đệ tử của Ngài chưa thuần thục? Đáp, nói như vậy là không thông suốt. Các kinh Ma Hà Diễn không có nêu sự việc ấy, đây chỉ vì không thông suốt mà suy đoán sai lầm. Do chỉ nghe nói Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni chiêm bái Đức Phật phất xa suốt 7 ngày 7 đêm và làm kệ tán thán Phật, mà không biết rằng Bồ Tát Di Lặc cũng chiêm bái cũng tán thán Đức Phật phất xa. Do vì trong kinh A Bà Đà Na không có nói đến nên mới có sự ngộ nhận như vậy. Xà Đà Già, dịch là bổn sanh. Kinh bổn sanh gồm những câu chuyện về tiền thân của Đức Phật do chính Đức Phật thuật lại. Hỏi, Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh hành bố thí mà chẳng tiếc thân mạng bố thí như vậy đã đầy đủ chưa? Đáp, dù cho vì chúng sanh, vì cha mẹ, vì thầy chủ, vì bạn bè mà hành bố thí chẳng tiếc thân mạng, nhưng nếu không rõ thân mình là vô ngã, người thọ thí là vô nhân, vật thí chủ, vật thí là vô chủ, thì bố thí như vậy vẫn còn bất tịnh, chỉ hưởng được phước báo mà chẳng sao đến được Phật đạo. Phải biết rõ vô ngã, vô nhân, vô chủ, nghĩa là biết rõ người cho, người nhận và vật cho đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc, mới thật là đầy đủ đàn ba la mật. Hỏi, vì sao lại ví Bồ Tát hành đầy đủ như vị đại thần Bà La Môn phân có Diêm Phù Đà thành những phần nhỏ thành ấp tụ lạc? Đáp, nói như vậy là không thông suốt. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là vô lượng, vô biên, mênh mông như nước trong biển cả. Bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật ba đời, hiển thị thật tướng của chư Pháp, chẳng có chỗ đi chỗ đến, chẳng thể tập cầu mà được. Bát nhã ba la mật là như huyễn như hóa, như bóng trăng in mặt nước, liền thấy liền mất là bất khả đắc, chẳng thể nắm bắt được vậy. Các bậc thánh nhân vì thương xót chúng sanh mà ở nơi bồ tướng phương tiện dùng đủ danh từ ngữ ngôn để diễn tả bát nhã ba la mật. Thế nhưng diệu pháp ấy là kho báu trí huệ vô cùng vô tận của chư Phật, chẳng thể nghĩ bàn được. Hỏi, vì sao nói Bồ Tát ở cung trời đâu xuất quán thời, quán quốc độ, quán chủng tánh, quán sanh mẫu để ra đời? Đáp, nói như vậy là không thông suốt. Vì sao? Vì pháp Phật chẳng có đợi thời, ví như thuốc hay uống vào liền lành bệnh, bởi vậy nên chẳng có thể nói Phật đã chọn một trong tám thời nêu trên đây để xuất thế. Thế nhưng cũng cần biết rằng, ở những cõi mà thọ mạng quá lâu dài, cũng như ở những cõi mà thọ mạng quá ngắn ngủi, rất khó tu, rất khó được đạt,
Ở các cung trời mà thọ mạng trên 8 vạn tuổi chẳng có bệnh hoạn, lại hưởng quá nhiều lạc thú, rất khó tu hành. Cũng như vậy, vào thời mà tuổi thọ dưới 100 tuổi, thì chúng sanh lại có nhiều sân nhuế kiết sử, nên cũng rất khó tu hành. Nếu nói Phật chỉ quán trong 8 thời nêu trên đây để xuất thế, thì sao chẳng nghĩ đến trường hợp các vị cổ Phật, như Phật Oai Âm Vương xuất thế vào thời chúng sanh thọ mạng trên 8 vạn tuổi, hoặc trường hợp Phật A-di-đà thọ đến vô lượng A-tăng kỳ. Lại nữa, Kinh Maha Diễn lại nói đến 3 đời, mười phương chư Phật là ý nói, ở nơi nào có sanh già, chết là có Phật xuất thế. Như trong kinh nói, nơi nào không có sanh già chết thì không có Phật xuất thế. Trong bộ Trường A Hàm có ghi bài kệ của vua Tỳ Sa Môn như sau: nguyện chí thành đảnh lễ chư Phật trong mười phương, cùng nhất tâm quy mạng Đức Phật Thích Ca Văn. Như vậy, Kinh Thanh Văn cũng nói đến 3 đời mười phương chư Phật, vua Tỳ Sa Môn nhập Phật Thích Ca Văn mà được đạo, nên quy mạng vị Phật này, nhưng đồng thời đảnh lễ 3 đời mười phương chư Phật. Hỏi: Phật dạy một đời không có hai Phật, vậy thì ngay ở hiện tại không thể có nhiều Phật hay sao? Đáp: hỏi như vậy là không thông suốt. Vì sao? Phật dạy ở mỗi đại thiên thế giới, ở vào một thời không có hai Phật xuất thế, mà không nói ở hiện tại không có Phật xuất thế trong khắp mười phương thế giới. Lại nữa, chúng sanh vô lượng, tạo nên vô lượng nghiệp khổ, thì cũng phải có vô lượng Bồ Tát, vô lượng Phật ra đời để độ họ vậy. Hỏi: những chúng sanh tạo nhiều tội báo, bị đọa vào trong các đường ác, đến danh hiệu Phật còn chẳng nghe được, thì làm sao thấy được Phật? Lại nữa, nếu hiện tại có nhiều Phật, có nhiều Bồ Tát trong khắp mười phương, thì vì sao vẫn còn có những chúng sanh đang chịu khổ báo trong các đường ác, chưa được độ thoát? Đáp: chúng sanh qua vô lượng kiếp đã tạo vô lượng tội cấu sâu dày, những chúng sanh hiện đang thọ nghiệp báo trong các đường ác chẳng có thể nghe, chẳng có thể thấy được Phật. Những chúng sinh khác do đã gieo trồng thiện căn, nay được hưởng ít nhiều phước báo. Nhưng nếu chưa có đủ công đức thấy Phật, thì cũng vẫn chưa có duyên lành thấy được Phật. Chư Phật tưới mưa pháp cùng khắp, bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, nhưng vì duyên nghiệp tội phước của chúng sanh có khác nhau, nên sự thọ lãnh cũng có nhiều sai khác. Chỉ những người thượng trí lợi căn có tín tâm, thanh tịnh, tu hành tinh tấn mới được độ, như bài kệ thuyết: phước báo lành chưa đến, tội cấu chưa tận trừ, hiện tiền chẳng thấy được Đấng đại lực đại hùng. Như vị đại Long Vương tùy nguyện làm mưa xuống, Phật tưới khắp mưa pháp để độ thoát chúng sanh. Tâm Phật đại từ bi, bình đẳng không phân biệt, chúng sanh tùy tội phước thọ lãnh có khác nhau. Những ai phước đức nhiều, thượng trí và lợi căn, nếu gặp duyên được độ, tức thì được giải thoát. Hỏi: có người phước đức trí huệ mới được Phật độ, còn người không có phước đức trí huệ thì không thể được độ. Như vậy thì người có phước đức trí huệ có thể tự độ được chăng? Đáp: người có phước đức có trí huệ là người đã từng theo các đức Phật trong duyên lành, thế nhưng nếu chẳng có Phật xuất thế thì hạng người ấy cũng chỉ ở trong thế gian thọ các phước báo, chẳng có thể được đạo giải thoát. Được đạo giải thoát thì mới được ích lợi lớn. Ví như người có đôi mắt sáng, nhưng nếu không nương theo ánh sáng mặt trời thì chẳng có thể thấy được. Nhờ có ánh sáng mặt trời, người ấy mới thấy rõ được các cảnh vật xung quanh. Phật thuyết có hai nhân duyên dẫn sanh chánh kiến, gồm nội nhân duyên là được biết Phật, được nghe pháp; ngoại nhân duyên là biết tư duy về việc thành tựu các công đức. Phải hội đủ cả hai nhân duyên ấy mới sanh được thiện tâm lanh lợi, mới được các trí huệ sáng suốt. Nếu thấy có người tư duy theo như lời Phật dạy, thì phải biết người ấy đã từng theo các đức Phật nghe pháp và đã được độ. Hàng thành phần đệ tử của Ngài Maha Ca Chiên Diên có nhiều điểm chưa được thông suốt, nên cần phải được bổ cứu lại như trên đây. Sau này Bát Nhã Ba La Mật sẽ giảng rộng thêm. Hết quyển 4.